Chào mọi người. Hiện tại thì đang là ngày thứ 5 trong đợt giãn cách thứ 2. Thì nhà của Vinh hiện tại đã hết tất cả các nhu yếu phẩm cần thiết. Bây giờ là phải chạy đi mua một ít gạo, một ít mì gói và vài thứ ăn đồ hộp. Các bạn như thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ ạ? Cố gắng lên, chúng ta phải cùng nhau, cùng đất nước để mà bảo vệ, đẩy lùi thôi, không có cách nào khác. Cách duy nhất để đẩy lùi là chúng ta phải ở nhà, phải kiên trì mua cho lương thực vừa đủ để mà mình hạn chế ra đường tối đa. Và trong trường hợp ra đường thì các bạn cũng nhớ tuân thủ theo 5K nhé. Đây, mình thì lúc nào cũng có khẩu trang, kính chống giọt bắn và thậm chí là có một cái chai sát khuẩn an toàn các bạn ạ. Và đi về thì tất cả mình mấy cái đồ này mình nên giặt liền và mình nên tắm luôn là an toàn nhất. Thật sự là một kế hoạch dài cho chương trình OK Lên Xe đã được đặt ra, và với những khách mời mà mình nghĩ là nếu họ đến với chương trình thì rất là vui và rất là bất ngờ cho các bạn. Nhưng mà hiện tại thì rất tiếc mình phải thông báo là chương trình sẽ phải tạm ngưng vì điều kiện không cho phép để mà mình ghi hình được. Kể cả là chương trình của mình thì cũng chỉ có hai người ngồi trên xe và camera thôi, nhưng mà mình nghĩ cái điều đó nó không nên. Và đặc biệt là trong cái mùa dịch mọi người cũng đang rất là lo lắng như vậy thì mình cũng không có tinh thần để mà vui đùa giỡn được. Cho nên rất mong mọi người hãy thông cảm. Và nếu như mọi người vẫn yêu thích chương trình OK Lên Xe thì có thể xem lại những cái đoạn hay mà Vinh và ekip đã lựa ra để mà tuyển chọn á. Các bạn hãy xem và bấm follow kênh cũng như follow fanpage để cập nhật thêm thông tin. Nếu như có thông tin mới thì Vinh sẽ cập nhật ngay lập tức. Và vừa rồi thì Vinh được biết là cái kênh OK Lên Xe đạt trên 15.000 subscriber. Và điều đó là điều Vinh rất hạnh phúc. Vinh và ekip cũng cố gắng làm sao để có những thông điều hay nhất. Và một lần nữa thì Vinh xin phép đại diện cả team sản xuất, đó là Orange Star Media là team sản xuất đồng hành với Vinh, cũng như là nhà tài trợ là Việt Nam Star Automobile, là đại lý xe mẹt, nhà phân phối xe mẹt lớn của Việt Nam. Thì Vinh cũng muốn thay mặt họ cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình, ủng hộ chương trình. Các bạn hãy cố gắng giữ sức khỏe, tập thể dục nhiều để chúng ta mau đẩy lùi dịch bệnh, và Vinh và ekip sẽ tiếp tục sản xuất chương trình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. OK, let's go.